told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay cơ sở có chuẩn bị hai sản phẩm bàn ăn chất liệu gỗ gao đỏ ra khu vực phía bên ngoài để quay phim cho quý anh chị xem về một cái tiêu chuẩn bàn ăn cao cấp nhất tại cơ sở Mộc Nam Huy. Đây là một bộ bàn được cân đối theo tiêu chuẩn 8 ghế, bao gồm hai mẫu bàn là mẫu bàn hình bánh tây và mẫu bàn hình oval. Đầu tiên với tiêu chuẩn về chất cây và bông vân loại 1 luôn, đã được tuyển chọn tất cả bao gồm từ mặt bàn, mặt ghế và các bản vách tựa ghế đều được tuyển chọn các phần vân đẹp nhất và chất lượng nhất. Với sản phẩm này, cơ sở xin khẳng định luôn là rất hiếm trên thị trường. Đi kèm với tiêu chuẩn các bản vách tựa là gỗ gõa Lào, một tiêu chuẩn cao nhất và cực kỳ giá trị. Đầu tiên, với tiêu chuẩn nâng cấp của bộ bàn này, cơ sở xin nhấn mạnh đến quý anh chị một chi tiết, đó là mặt bàn. Ở đây, cơ sở bên em đang làm một tiêu chuẩn mặt bàn có phần khung, có độ dày lên đến là 3 phân rưỡi quý anh chị nhé. Đây là một tiêu chuẩn khung rất là dày và ván mặt là ván mặt liền, ván 1 phân rưỡi cưa, cụ thể còn lại có thể sẽ còn là phân 3 hoặc phân 4. Lớp vai được cơ sở làm theo tiêu chuẩn là vai cuốn thừng, có độ dày 4 phân, bản vai được đục rất đẹp và chi tiết sen dẹo bên dưới được đục tay thủ công. Trên sản phẩm này thì cơ sở cũng đang làm với tiêu chuẩn bản trụ đặc nguyên khối là 27. Bản trụ được làm theo kiểu trụ lục bình, có đục chạm các họa tiết hoa lá tây rất là đẹp. Và bản chân dâu được làm theo tiêu chuẩn bản chân hai dâu, có độ dày dâu là 10 phân. Và bản chân dâu được đục chạm theo kiểu đó là kiểu hoa lá tây, rất là đẹp. Với phần mặt bàn, cơ sở đang làm theo một kiểu mới là cái kiểu ván trong được làm theo cái phần khung ngoài luôn. Có nghĩa là tấm ván trong này cũng được làm theo hình bánh tây. Cái chi tiết này thì đặc biệt là nó sẽ khá là liên quan đến yếu tố kỹ thuật. Anh em thợ mộc sẽ phải làm một cách cẩn thận hơn và tốn công hơn. Đó là sơ qua về chiếc bàn với một bộ bàn hình bánh tây. Bộ này cơ sở xin báo giá luôn là hoàn thiện, có giá là 37 triệu sơn hoàn thiện quý anh chị nhé. Tất cả các tiêu chuẩn và chi tiết thì quý anh chị cũng đã xem rồi, là vân veo tất cả đều được tuyển chọn rất là kỹ. Và các bản vách tựa trên ghế này thì cơ sở làm hoàn toàn là vách gỗ gõa Lào. Xin được lặp lại đến quý anh chị về điều này. Đây là một điều rất giá trị. Và bản mặt ghế tất cả đều được làm với độ dày liền hoàn toàn là 3 phân. Đây cũng là một cái tiêu chuẩn rất là cao. Với phần ghế này thì cơ sở cũng có một chút muốn giới thiệu thêm lại đến cho quý anh chị, đó là về cái dáng ghế nhá. Về cái phần dáng ghế thì cơ sở xin giới thiệu lại, đó là dáng ghế này được làm theo kiểu các bản chân ngả cong. Và ghế ngả cong thì tất nhiên sẽ là cái tư thế ngồi nó sẽ thoải mái hơn đó, và đẹp hơn, gọn gàng đó. Chi tiết về ghế thì cũng đã cơ sở cũng đã quay rồi đúng không ạ. Với kích thước của ghế thì được làm theo kiểu mà form lớn với chiều cao là 1m17 quý chị nhé. Đó, và mặt là mặt dày 3 phân rồi. Với chiều rộng của mặt là 45. Một cái bản mặt ghế rất là to nhé, chứ không phải là các cái bản mặt nó nhỏ đâu. Rồi chiều sâu của mặt ghế là 44. Rất là đẹp. Với bộ bàn hình bánh tây thì giá là 37 triệu. Còn với oval thì bộ bàn nó sẽ rẻ hơn là 1 triệu. Cụ thể thì sẽ là 36. Và hai bộ bàn này thì cơ sở vẫn còn đang để trong trạng thái mộc nguyên 100%. Chưa sơn, chưa chè nhám cạo nẹo gì hết. Và cái mục đích mà ban đầu video cơ sở cho anh em xịt nước lên ấy, cái mục đích chính là để cho quý anh chị khán thính giả có thể xem được các cái chi tiết về vân, cũng như là xem được các cái phần màu sắc gọi là mô phỏng của sản phẩm sau khi hoàn thiện nó sẽ như thế nào.
Còn về cơ sở Mộc Nam Huy thì với đặc thù ở bên em là bán hàng và bán cả hàng mộc luôn, cho nên là quý anh chị có thể tới kiểm tra và ký nhận trước khi sơn. Hai sản phẩm này cơ sở đã báo giá và công bố rất là chi tiết về kích thước cũng như là tiêu chuẩn. Quý anh chị nếu như có nhu cầu thì có thể liên hệ đến xưởng qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp trên màn hình nhé. Sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never